Đây là mẫu tai nghe mới nhất của KZ-EADS. Bạn đang tìm một mẫu tai nghe có thể thay được dây và có một cái thiết kế công thái học rất đẹp thì đây là một cái mẫu tai nghe các bạn đáng lưu tâm. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái tai nghe này nó có cái gì bên trong nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế tối giản và đã cắt giảm được rất nhiều các cái chi tiết, như là cái phần hộp nhựa này đã còn rất nhỏ. Trong này chúng ta sẽ có một cái hai cặp lúm size M, size L và size S. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái housing này. Nhiều bạn thì tưởng nhầm đây là cái tai nghe Bluetooth nhưng thực ra nó không phải nhá. Tai nghe này là tai nghe có thể cắm được dây vào. Đó. Cái thiết kế thì nó khá là gọn để chúng ta có thể nhét được vào tai, bất kỳ người nào cũng có thể vừa tai được. Cái dây của nó thì nó làm cong uốn phần như kiểu thể thao đó, chúng ta có thể móc được vào phía sau của tai, làm cho chúng ta có thể nghe được chắc chắn hơn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ cắm bên trái bên phải cho nó chính xác nhé. Nhất là những bạn chơi game thì cái này là rất quan trọng. Rồi cái tai nghe này thì nó sẽ có mic và có nút để chúng ta gọi điện. Các bạn muốn biết chi tiết của tai nghe này thì bấm vào cái đường link bên dưới nhé. Mình có link cái sản phẩm bên dưới cho các bạn xem và có thể mua hàng ở giấy. Cảm ơn các bạn đã theo